Question 32. FHA-insured loans. A. May be assumable. B. May never be assumable. C. Are limited to 1% of an applicant's income. D. Are no longer made available to veterans without at least 5 years of military service. Correct answer is A. May be assumable. While almost all conventional mortgage loans made after 1980 are not assumable, most FHA loans can be assumed if the buyer is approved. An assumable mortgage is a type of home financing arrangement where an outstanding mortgage and its terms are transferred from the current owner to the buyer. By assuming the previous owner's remaining debt, the buyer can avoid obtaining their own mortgage. USDA, FHA, and VA loans are assumable when certain criteria are met. Câu 32. Bảo hiểm khoản vay FHA. A. Có thể được phép chuyển nhượng khoản vay. B. Có thể không bao giờ được phép chuyển nhượng khoản vay. C. Bị giới hạn ở mức 1% thu nhập của người nộp đơn. D. Không còn được cấp cho các cựu chiến binh không thực hiện nghĩa vụ quân sự ít nhất 5 năm. Câu trả lời đúng là A. Có thể được phép chuyển nhượng khoản vay. Trong khi hầu hết các khoản vay thế chấp thông thường được thực hiện sau năm 1980 đều không thể được chuyển nhượng khoản vay, thì hầu hết các khoản vay FHA đều có thể được chuyển nhượng khoản vay nếu người mua được chấp thuận. Chuyển nhượng khoản vay là một hình thức hỗ trợ tài chính mua nhà, trong đó khoản thế chấp chưa thanh toán và các điều khoản của nó được chuyển từ chủ sở hữu hiện tại sang người mua. Bằng cách đảm nhận khoản nợ còn lại của chủ sở hữu trước đó, người mua có thể tránh phải chịu khoản thế chấp của chính mình. Các khoản vay USDA, FHA và VA có thể chuyển nhượng khoản vay khi đáp ứng một số tiêu chí nhất định.